tục nội dung phần trước, trải qua một ngày thảo luận với Lữ Ôn Hầu, Vương Thắng cũng trở về. Biết trước Vương Thắng sẽ đói bụng, nên Cao Giáo đã chuẩn bị sẵn một nồi cơm rang trứng siêu to khổng lồ. Trong thời gian vắng mặt, Tường Vi có tìm tới gặp. Do không thấy anh quay về nên nàng ta đã rời đi, chỉ để lại một lời nhắn rằng nếu tối có thời gian thì đến đỉnh giữa hồ gặp mặt. Vừa nghe xong những lời đó, Vương Thắng liền vội vã rời đi. Nồi cơm rang khổng lồ đành phải để cho hai tên thủ vệ làm ấm bụng vậy. Đêm trăng thanh mát, dòng người nhẹ nhàng đi lại. Chẳng biết từ lúc nào Tường Vi đã ở đỉnh hồ chờ sẵn. Vừa mới tới, Vương Thắng đã liên tục hỏi thăm. Mấy ngày không thấy nàng ta xuất hiện, anh lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên người gặp nạn lại là Vương Thắng. Nghe được tin tức Vương Thắng bị người ta ám sát nên Tường Vi mới vội vã quay về. Trải qua vài câu chào hỏi, Tường Vi đưa lại cho Vương Thắng món đồ bảo mệnh lúc trước. Lần này anh có thể bảo toàn mạng là do A Thất không tiếc thân mình ngăn cản công kích. Nếu như còn bị ám sát lần nữa thì sao? Thứ đồ này được giới thiệu là có thể đánh lui địch giữ mạng, cho nên đưa trả lại cho Vương Thắng vẫn là tốt nhất. Đồ đã tặng rồi, Vương Thắng sao có thể lấy lại? Đúng lúc đang nói chuyện, Vương Thắng bất ngờ nhìn thấy Tống Uyên đi ra từ con thuyền. Về phần Tống Uyên, nàng ta rất nhanh cũng nhìn thấy Vương Thắng, hơn nữa còn có một vị nữ tử xinh đẹp bầu bạn. Suy nghĩ một lúc, Tống Uyên lập tức dùng khinh công bay đi, phía đằng sau những tên mặc áo đen cũng đi theo. Lo sợ rằng nàng ta sẽ gặp nguy hiểm, anh không chờ đợi thêm liền đuổi theo. Về phần Vương Công Công, vì nhận lệnh thành chủ bảo vệ Vương Thắng nên lão ta phải đi theo bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lão ta cũng phải ngán ngẩm. Đêm hôm khuya khoắt còn cho lão ta ăn cơm chó. Vừa mới đuổi được một đoạn đã bị mất dấu. Vương Thắng mới chỉ dừng chân quan sát đang ngay lập tức bị tấn công. Người ra tay không ai khác lại là Tống Uyên. Thực lực Tống Uyên giờ đây đã đạt tới tứ trọng cảnh, cao hơn nam chính hai cảnh giới nên dễ dàng khống chế Vương Thắng. Chỉ là Vương Thắng lại quá lươn lẹo, không đánh được thì bỏ chạy. Tống Uyên đuổi theo không bỏ, đôi bên đánh nhau kịch liệt, người sống tài chết. Thoạt nhìn thì đúng là như vậy, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì cả hai đời chỉ đang giao lưu mà thôi. Các công kích tung ra đều không có ý định khiến đối phương bị thương. Rất nhanh Vương Thắng cũng bị Tống Uyên kề kiếm vào cổ. Nhận ra thám tử của Tống gia đã bị cắt đuôi nên cô nàng cũng không diễn kịch nữa. Cả hai liền quay trở lại trạng thái bình thường. Vương Thắng dẫn nàng tới một chỗ trong thành để nói chuyện. Lúc này các thám tử Tống gia đã bị cắt đuôi. Nếu như bẩm báo chuyện này lên trên thì e rằng sẽ bị trưởng lão trách tội, cho nên họ đành phải tiếp tục tìm kiếm. Vương Thắng dẫn Tống Uyên đi tới cửa hàng ngày trước của mình. Lâu ngày không gặp, anh quyết định tự mình xuống bếp nấu cơm chiều đãi Tống Uyên. Tin tức Vương Thắng bị tập kích cũng truyền tới tai nàng, nhưng hiện tại không sao nữa rồi. Sau một hồi nói chuyện, Tống Uyên cũng hỏi tới lai lịch của Tường Vi. Nàng ta muốn biết rốt cuộc quan hệ của hai người là như thế nào. Vương Thắng rất thản nhiên đáp lời. Tường Vi là người tiếp đơn, trước đó cũng ở trong tiệm quỹ của anh làm việc, hiện tại còn phụ trách sổ sách. Nghe tới đây, Tống Uyên nhẹ nhàng cầm củ cà rốt, cánh tay bẻ một cái gãy thành đôi, trên miệng cũng không quên tán dương. Quan hệ hai người cũng không tệ nhỉ. Tuy nhiên, sau khi nghe Vương Thắng gọi Tường Vi là huynh đệ, thì thái độ của Tống Uyên thay đổi chóng mặt. Biết Tường Vi là một nữ tử rất đáng thương, một thân một mình sống trong Vô Ưu Thành, Tống Uyên ngỏ ý để nàng ta tới Tống gia nương tựa. Vậy nhưng Vương Thắng hiện tại chỉ có thể ở Vô Ưu Thành này sinh sống. Nếu như đi tới Tống gia, e rằng đối gia sẽ lập tức kéo qua đánh giết. Vô Ưu Thành này ít nhất cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vì chuyện ám sát lần trước mà đời gia đã chuẩn bị rất nhiều hoàng kim và bảo bối để xin lỗi thành chủ. Tuy rằng thành chủ hủy bỏ hạn chế đối với bọn chúng, vậy nhưng điều này cũng có nghĩa rằng đời gia rất sợ bị cấm chế không cho phép vào thành. Như vậy thì lần sau bọn họ sẽ không dám tìm Vương Thắng gây phiền phức nữa. Lần này ngũ đại gia tộc tới tham gia đấu giá đều phái trưởng lão tu vi thất trọng cảnh trở lên. Nếu như chỉ đấu giá bọn họ sẽ không phái ra cao thủ như vậy. Điều này khiến Tống Uyên vô cùng thắc mắc. Rất nhanh món ăn cũng làm xong, còn nàng thì không khách khí nữa. Cả hai cứ như vậy trong phòng nói chuyện vui vẻ. Vương Công Công đứng bên ngoài nhìn thấy lại càng ngắn ngầm thở dài. Cuối cùng buổi đấu giá cũng diễn ra, lần này tới tham gia chỉ có ngũ đại gia tộc. Cao Giao đứng ra giới thiệu, nàng ta lần nữa nhắc lại quy tắc của Vô Ưu Thành. Hy vọng mọi người ở đây chú ý ngôn từ của bản thân. Nói rồi Cao Giao tiếp tục giới thiệu thêm về những người tham gia. Đầu tiên là đối gia, trưởng lão Đới Vô Kỵ. Đới Vô Kỵ là người vô cùng thần bí, nghe nói thực lực đạt tới bát trọng cảnh. Tiếp theo là nhị tiểu thư Sư Ngân Thương của Sử Gia. Người này vô cùng cá tính, mày liễu không thua đứng nam nhân, tay cầm một thanh ngân thương xuất thần nhập hóa. Người này là trưởng lão Đường Nghị của Đường Gia. Trời sinh tính tình lạnh lùng, một tay ám khí dày công tôi luyện. Hắn cũng là trưởng lão mới lên nổi danh nhất, cũng là kín tiếng nhất Đường Gia.
Người tiếp theo là Hạ Gia Cổ Trưởng Lão, vóc dáng vô cùng xinh đẹp cân đối, giỏi nhất là mê hoặc lòng người và là một cao thủ nuôi cổ trùng. Kế tiếp là Tống Gia Đại Tiểu Thư Tống Yên và một vị trưởng lão. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Tống Yên coi như là bậc trên, hơn nữa còn quan hệ mật thiết với Vương Thắng, cho nên Cao Giao không dám bình luận quá nhiều. Cuối cùng là Vương Thắng, nhân vật chính trong buổi đấu giá này. Sự xuất hiện của Vương Thắng khiến cả năm nhà đều tập trung ánh nhìn, không khí cũng vì thế trở nên căng thẳng. Anh bước lên giải thích đôi câu, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Sau đó cũng vào vấn đề chính. Trên tay Vương Thắng là 5 bản sao chép bí mật tấn cấp. Lần này đấu giá không dùng kim tệ mà là dùng vật để trao đổi. Phần thứ nhất, cần dùng một khối huyễn kim. Thứ này duy nhất chỉ có sử gia sở hữu. Rất nhanh sử gia tiểu thư đã đi xuống bên dưới. Trên tay nàng ta 55 trưởng thưởng sắc nhọn, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Thắng như muốn xuyên vải lỗ trên người anh. Tuy rất tức giận vậy nhưng sử tiểu thư vẫn phải lấy ra huyễn kim. Ngay khi vừa xuất hiện, huyễn kim đã tỏa ra ánh sáng kinh người khiến anh cũng phải che mắt lại. Hiển nhiên đây là đồ vật vô cùng quý hiếm. Tầm thứ hai là một đôi uyên ương mộc. Uyên ương mộc chỉ mình Hạ Gia sở hữu, vậy nên Hạ Cổ Trưởng Lão lập tức đi nhảy xuống. Vừa mới đi tới trước mặt Vương Thắng đã làm mấy hành động thân mật, khiến Cao Giao ở bên cạnh khó chịu, mà Tống Yên thì chắc chắn không ngoại lệ được. Sau màn chào hỏi, Hạ Cổ Trưởng Lão cũng lấy ra đồ vật mà Vương Thắng yêu cầu. Uyên ương mộc vừa xuất hiện liền khiến xung quanh chấn động. Nơi ánh sáng nó đi qua khiến cho hoa sen lập tức nở rộ. Nhân cơ hội Vương Thắng không để ý, nàng ta bất ngờ thả ra một con bọ cạp. Nếu như bị nó cắn hay thâm nhập vào người thì Vương Thắng chắc chắn sẽ mất mạng. Vương Thắng dường như đã biết điều đó nên liền sử dụng ra một cái bình xịt. Con trùng chỉ cần đến gần đều sẽ bị giết chết. Tức giận vì kế hoạch sắp thành lại bị phá vỡ, Hạ Cổ Trưởng Lão cũng không ở lại trò chuyện thêm nữa. Món thứ ba là một bình lung linh tủy của Đường Sò. Vừa mới dứt lời, Đường Nghị Trưởng Lão đã ném đồ vật tới trước mặt Vương Thắng. Thứ này có tính âm hàn, vừa mới mở nắp bình kiểm tra liền có thể khiến toàn bộ mọi thứ xung quanh đóng băng. Người có thực lực thấp như Cao Giao không chịu được, phải run cầm cập. Món thứ tư là một nắm tuyệt tình thổ của Tống Sa. Tống Yên nhận lệnh đi xuống giao đồ. Tuyệt tình thổ vừa ra cũng khiến không khí xung quanh dao động mãnh liệt và hình thành lốc xoáy bao trùm xung quanh vị trí Vương Thắng. Từ trong hộp xuất hiện dòng chữ nhắc nhở, anh hãy cẩn thận với đới vô kỵ. Lúc này chỉ còn một phần cuối cùng nữa, Vương Thắng còn chưa giới thiệu thì đới vô kỵ đã nhảy xuống. Phần thứ năm này cần một viên nộ tâm hỏa tùy để trao đổi. Nhưng dáng vẻ của Triệu Vô Kỵ lại không hề gấp gáp, thứ này tạm thời để sau. Chuyện trước tiên là tính sổ với Vương Thắng đã. Nói rồi hắn lập tức rút kiếm tấn công. Toàn bộ quá trình có thể nói là quá nhanh quá nguy hiểm, khiến Vương Thắng không kịp trở tay. Tuy nhiên tên kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị thành chủ xuất hiện ngăn lại. Một chiêu của vị thành chủ này đã giết chết tên thích khách. Đây chính là đang lập uy với những đại gia tộc khác. Sự xuất hiện của hắn hiển nhiên là vô cùng bất ngờ. Không ai nghĩ rằng hắn ta cũng tới. Rất nhanh, thành chủ liền hạ lệnh đóng cửa thành, thanh lý toàn bộ người của đối gia trong thành. Vừa mới dứt lời thì một giọng nói khác đã vang lên. Tên kia ngang nhiên bước vào yêu cầu thành chủ điều tra kỹ càng. Hắn phủ nhận người ra tay kia là người của đối gia, chính hắn mới là trưởng lão đới vô kỵ. Tới đây thì tập phim kết thúc rồi, và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.